cuộc sống ở bên Nhật có áp lực không em? Rất áp lực. Ở Việt Nam mình thì cứ nghĩ là sang Nhật là sướng lắm, một cuộc sống rất màu hồng. Nhưng mà không, không hề luôn ấy ạ. Ở bên Nhật thì có một cái là cấp trên luôn đúng, không được phép cãi, không được phép phản biện gì cả, chỉ có lắng nghe và nhận lỗi. Dù là mình có làm đúng hay làm sai, em chỉ là đi làm thêm thôi. Mà em cảm thấy cái sự áp lực rất lớn từ cái người cấp trên. Sức ép nó nặng quá, thế là cuối cùng là mình về Việt Nam. Dạ không ạ, em sang đấy là vừa học vừa làm và em phải tự chi trả học phí cho mình. Nên là em làm gấp đôi cái thời gian người ta cho phép. Với Nhật như thế là phạm luật. Xin mời đi xin tiếp theo. Chào cô bé, sao bấm làm? Ohayou gozaimasu. Otashi wa Vientamnyung to moshimasu. Kotoshi wa 21 sai desu. Hanoi kara kimashita. Yoroshiku onegai itashimasu. Em xin chào ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Hồng Nhung ạ. Năm nay em 21 tuổi và em đến từ Hà Nội. Sao nói tiếng Nhật hay vậy? Dạ em đi Nhật 2 năm rưỡi ạ. Và em mới về nước khoảng được 3 tháng. Em đi làm gì? Em sang đấy du học ạ. Vừa học vừa làm ở bên đấy ạ. Anh cũng làm việc với khá nhiều nhãn hàng Nhật Bản. Và văn hóa Nhật nó là một cái văn hóa không dễ để hiểu, không dễ để tiếp thu và đặc biệt không dễ để sống chung với nó. Bởi vì nó rất nhiều quy tắc đúng không ạ? Dạ. Thì bây giờ em là một người đã từng sống ở Nhật 2 năm rưỡi với tư cách một du học sinh. Chắc chắn cái nhận xét của em, cái sự va đập va chạm với cái văn hóa đó nó sẽ khác với tất cả những người khác. Và chúng ta sẽ cần nghe cái sự trải nghiệm đó như thế nào. Em sang Nhật vừa đi học và vừa đi làm theo cái diện là du học sinh nhưng mà tự chi trả cái học phí cho mình. Thế nên là cái thời gian em đi làm gần như là nhiều hơn cái thời gian em đi học. Em đi làm ở quán Nhật thì tiếp xúc rất nhiều các cái tầng lớp người ở Nhật Bản. Thì người ta rất là coi trọng thời gian. Người ta không muốn mình mất thời gian quá nhiều của họ. Kể cả khi ở trong một công ty mình có muốn phát biểu cái gì đấy, nếu mà mình phát biểu sai thì là tốn thời gian của những người khác. Chứ không như Việt Nam mình là mọi người có giơ tay phát biểu sai thì cô giáo có bảo là em làm tốt lắm, mời các bạn khác. Thế nhưng mà ở Nhật thì không thế, người ta không muốn tốn thời gian vào bất cứ một cái lỗi nhỏ nào. Không có tại vì và không có nếu như đúng không? Vâng, không có nếu gì cả. Chính xác. Một điều vô cùng gọi là hay đắng khi một người Việt đi làm cho một công ty Nhật và tiếp xúc với văn hóa Nhật, điều đó anh đã từng trải nghiệm. Tiếp tục nào. Tiếp theo là người Nhật rất là cẩn thận. Em làm ở quán Nhật, cái khăn mà xếp vào cái tủ cũng phải xếp gọn từng cái một như thế này. Xong đáp ra cũng phải giơ ra như thế này, phải nói với khách từ khi khách vào cửa xong vào đến cái nơi đưa đồ như thế nào. Em được rèn giũa một cách rất là cẩn thận, tỉ mỉ. Em cũng thành thói quen và cũng bị ngấm vào người một chút cái sự cẩn thận. Đấy là cái điều em cảm nhận được. Cho anh hỏi này này, ở Nhật tất cả mọi thứ đều rất ngăn nắp, rất tỉ mỉ, rất tinh tế. Thì em nhận xét gì về việc siêu to, siêu khổng lồ? Nếu mà theo cách nhìn của em thì cái việc làm như thế nó rất mất tự nhiên. Em phải nói thật là như thế. Vì nữa nào? Và với người Nhật thì người ta không ăn to nói lớn, người ta cứ từng tí một thôi ạ. Tỉ mỉ đúng không? Vâng, và nó rất là yêu cầu cái hình thức tinh tế. Ở quán em thì kiểu có tụ tập ăn uống các thứ ấy, mọi người làm một cái nồi lẩu to như này, xong rồi mọi người thả hết đồ vào, xong rồi ăn kiểu như Việt Nam mình, mạnh ai người ấy gắp. Thế người Nhật kiểu tại sao lại làm như thế, mỗi người phải phân ra từng bát một, rồi chia nhau. Mà phải đưa cho cái người ở trên trước, nghĩa là sếp hay là chủ quán trước, còn mình là sau. Ở bên Nhật thì có một cái là cấp trên luôn đúng, không được phép cãi, không được phép phản biện gì cả, chỉ có lắng nghe và nhận lỗi. Dù là mình có làm đúng hay làm sai, nhưng mà nhiều khi em cũng rất là bức xúc vì cái việc đấy, không thể cãi bày với ai. Mà ở Việt Nam mình thì cứ nghĩ là sang Nhật là sướng lắm, một cuộc sống rất màu hồng, nhưng mà không, không hề luôn ấy ạ. Cuộc sống ở bên Nhật có áp lực không em? Rất áp lực, thực sự ấy ạ. Em chỉ là đi làm thêm thôi, người ta không quá là quan tâm đến em, mà em cảm thấy cái sự áp lực rất lớn từ cái người cấp trên. Nhưng mà những cái người đi làm chính thức ở đấy, người ta bóc lột kinh khủng hơn. Đi làm từ sáng đến tối còn không cần biết mà vợ con như nào, ở nhà như nào, chỉ biết là mày phải hoàn thành đúng đủ công việc như thế. Còn những cái việc khác thì không được coi trọng như cái công việc của người ta. Với người Nhật công việc là số 1 luôn đấy. Sức ép nó nặng quá, thế là cuối cùng là mình về Việt Nam. Dạ không ạ, lý do em về Việt Nam thì nó cũng khá là tế nhị. Em sang đấy là vừa học vừa làm và em phải tự chi trả học phí cho mình. Nên là em làm gấp đôi cái thời gian người ta cho phép. Nghĩa là du học sinh sang đấy chỉ được làm 28 tiếng một tuần thôi. Nhưng mà em phải làm đến 40 mấy tiếng, cứ rảnh là đi làm để
có đủ cái tiền chi trả sinh hoạt và cái tiền học phí. Thế là cũng rất là vất vả. Đi học từ 8 giờ sáng xong đến 12 giờ trưa về vội vàng ăn cơm. Làm một phát đến 11 giờ đêm, 12 giờ đêm mới về là chuyện quá bình thường. Gần như cái thời gian ngủ và cái thời gian học nó không có nhiều. Với Nhật như thế là phạm luật. Và gần đây thì người ta siết chặt cái việc đấy. Nên là người ta đào thải dần những người mà sang đấy với mục đích du học nhưng không học. Thế nên là em trong cái top những kẻ đen là bị dính vào. Thế là em về nước với một cái tinh thần rất là sụp đổ. Vì em đã đăng ký vào đại học, cũng đỗ đóng tiền rồi. Thế nhưng mà đúng một phát không được cấp visa mới. Rồi em về nước. Lúc đấy thế giới như kiểu đổ sụp trước mặt em luôn. Mọi thứ nó không có một cái lối thoát gì cho mình, nó kiểu nó đổ sụp luôn ấy. Em thực sự bế tắc. Em không biết về Việt Nam rồi em phải làm gì, rồi đối mặt với mọi người như nào. Vì mọi người rất kỳ vọng vào em và bố mẹ và gia đình. Được anh Nam Trung hỏi mình về cuộc sống ở Nhật thì mình cũng như một phần nào đấy được lòng hơn, vì có thể được chia sẻ về cái cuộc sống của mình. Nó chỉ là một chút thôi nhưng mà cũng để mọi người hiểu được hơn về cuộc sống ở Nhật. Nó không hề màu hồng như những gì mọi người đã tưởng tượng. Nếu mà mọi người không qua đấy thì mọi người không biết con của mọi người vất vả như thế nào ở Nhật. Cái quãng thời gian 2 năm đấy đối với em rất là ý nghĩa, vì em một mình sang đấy phải sống độc lập, nên là em nghĩ là em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em đã học hỏi được rất nhiều, nhiều hơn là những gì em phải bỏ ra. Em cũng cảm ơn là khoảng thời gian ở Nhật để em có được ngày hôm nay. Cứ cố gắng hết mình. Cảm ơn em. Arigatou gozaimasu. Hey.